Thưa các bạn, đây là cung điện Buckingham của Nữ hoàng Anh. Và chúng tôi đang ở trong công viên Green Park Hòa Bình. Đường công viên nhìn rất đẹp. Đây là tượng thần tượng đài Victoria bằng vàng. Và bây giờ chúng ta đã đi dạo trong công viên. Cho nên tất cả các tượng hầu như là của nữ hoàng hoặc các người cụ cũng là nữ luôn. Công viên rất đẹp, những cây lá vàng, lá xanh. Hôm nay là trời hơi âm u, nhiệt độ ngoài trời hiện tại giờ khoảng độ tầm 5-6 độ C và có vẻ hơi mưa một chút. Hôm nay nếu mà ánh nắng vàng lên thì sẽ rất đẹp, vì ánh nắng nó sẽ chiếu xuyên qua các cái tán cây này và xuống tạo nên một bức tranh sinh động. Mặt trời ở Anh không bao giờ qua đến đỉnh đầu của chúng ta, bởi vì ở nước Anh là nằm ở vị tuyến cao, cho nên ở đây chỉ có ánh nắng xuyên khoai, không có ánh nắng thẳng đứng. Khi ánh nắng chiếu vào các cái tán lá cây này sẽ thành một bức tranh rất là sinh động. Ở đây là đều là những cây phong lá đỏ. Hiện tại chúng còn đang búa vàng, chuyển sang màu vàng, chứ chưa đỏ. Ok. Xanh và khi chúng nó vàng thì nó rụng trên lá vàng rụng.